Nó luộc mà vô rồi chụp hình với tao đâu, chụp hình với mày tao biết anh Toàn rồi đâu. Đi tới đây luôn anh chị, chiều 5 giờ bay rồi mà nó kêu Châu Thành Tây Ninh gần lắm. Gần lắm, xuống đây nãy giờ. Anh đi đúng 12 giờ chứ, 12 giờ thôi. Fortuner anh chị. Fortuner 20 nha. 23. Đẹp ha. Ở đây là cái núi Bà Đen là khúc dưới kia hả? Dạ đúng rồi. À. Sao biết anh? Anh thì em coi em biết. À, coi YouTube hay TikTok. Mà tao không chụp hình với mày đâu. Mày xin. Đất đất. Xin chụp hình với nó mình không chụp. Nó đẹp trai hơn mình mà không chụp đúng không? Lên xe chứ đâu biết gì mau vậy. Em biết thôi anh chuẩn bị trước rồi. Mở mở anh tìm ra. Tại tụi anh nhiều việc lắm. Em bao cho anh xe không có. Nếu mà có bị tai nạn em nhiều cũng chịu hết, chứ anh chưa bị tai nạn nào hết. Mà đây xe không? Xe cực kỳ. Đây xe. Mà em bán mua xe gì? Xe Ben làm việc. Ờ chứ còn mày đi Fortuner mà bán là em sẽ đe, không em nào. Em cái đồng cái gì em sẽ đền bù nó cho anh. Có gì mà sai cái đó em sẽ đền quyền đền bù. Ủa cái còi hơi đây em lắp nhiêu tiền vậy? Mấy triệu quá rồi. Còi này nó em mê cái còi lắm mà. Mê lắm mà. Còn mà để trong xe cho nó theo xe luôn anh. Tính gỡ ra mà thôi, cái nào theo xe là đó chờ là cho nó theo xe luôn. Lĩnh được anh là nó tức gì đồ. Gỡ được chứ, nhưng mà để tiền lại. Này hồi đó em mua trung đồ kèn là 3 triệu 3. Tiền chip ở đây 200 ngàn là 3 triệu rưỡi. Cháp cháp 5 thị nó là 4 triệu cái nhà này. Viết giấy đi, vô viết giấy đi. Kiểu này là không kịp rồi, ở lại Sài Gòn nữa rồi. Không về được rồi. Ồ, mòn vậy. Máy móc đồ đạc thì đẹp á, đi nhiều. Đây chắc phải nhiều đồng hồ rồi. Trăm mấy, đúng rồi. 180. Cái dòng Fortuner 180 thì nó cũng đỡ anh chị. Đỡ hơn các dòng khác. Dòng khác 180 không dám mua đâu. Có nghe ở Fortuner thì giờ mua ít cây số quá thì nó không có. Mà không mua thì anh chị hỏi nhiều quá mà không có. Xe bán chị nó cũng đỡ đỡ thôi. Anh chị cảm thấy thích thì mua, chứ 100 mấy chục ngàn cây thì nó cũng đến thời kỳ bảo dưỡng rồi đó. Bảo dưỡng bảo đồ rồi. Thay thế nhưng mà đồ tô tan thì cũng đỡ cái nó rẻ. Gì đây? Mấy cái nắp đây mà sơn đinh là được nè, chứ còn làm lại không. Honor được cái lợi dầu, đây 5-6 lít dầu, được cái máy của Toyota 100 mấy ngàn đồng nổ nó vẫn êm lắm. Điện cho mẹ tiếng, để điện đi, điện cho đàng hoàng. Điện cô nói cô một tiếng. Lấy số điện luôn đi. Điện nói chuyện người lớn cho đàng hoàng. 23. Đi coi Fortuner là khỏe nhất á, nó không ngại, không 100 mấy chục ngàn cây không ngại, với mấy dòng khác 100 mấy ngàn cây máy sợ lắm. Nè, 100 mấy ngàn anh chị thấy không, nổ đứng cứng ngắc à. Rồi nó đồ đạc nó còn sáng. Fortuner nó dự giá là vô chưa mở. Gầm, sợ nhất cái gầm nó mục. Gầm mục là nhìn vô mấy cái đầu cắm gà là biết liền anh chị, nhìn đây mấy cái đầu. Cái đầu sexy á, nhìn là biết liền, nhìn con cánh gà. Đó, nhìn con cái đầu cánh gà. Nhìn vàng nó biết liền, mục cũng biết liền. Đó, vàng sexy. Lấy luôn chưa? Ờ. Nhà cửa nó ok chứ không em. Pháp lý nhớ, cùng nhớ, cái nhớ, là ép nữa. Nhớ cái thật nhớ em nè. Ờ. Có cái thật nhớ em. Nhớ thằng em ta nên đẩy là cái gì thôi. Đúng rồi. Thằng em nó cho cái chuyến đi gọi là nhớ đời luôn. Nhớ em á. Chúc anh ra cho cái với em đi. Anh gì? Đặc sản ở đây luôn. Đặc sản ở đây luôn hả? Ừ anh cảm ơn.
Tài khoản của ai? Nó có tin nhắn điện thoại đúng không? Nghe gọi em. Nghe đi coi chịu bán không? Hello. Mua xe khổ vậy anh chị. Anh chị mua em không chịu bán đâu được. Em quyết rồi em không chịu bán, anh chị chửi. Nhiều lúc đi mấy trăm cây số khách không chịu bán, tao đi về tao chưa. Nhưng mà hết sức vui vẻ bình tĩnh mới mua cho gì mà gia đình kinh cả là thôi, không dám. Chuyện trước 10.000 đi hoặc 20.000 đi nó nổi. Đèn này vô nước, cái đèn này về thay mà đồ phone nó rẻ lắm chị. Về anh chị thay cái này không bao nhiêu tiền đó. Anh chị nào có xe bán hoặc là có cầu bán xe gì liên hệ. Lần đầu tiên anh gặp thằng cu em bán xe vui vẻ đứng về cái phía nó biết nó hiểu chuyện chứ không phải như người khác là thôi là lỡ việc mình hết rồi. Về Sài Gòn nó về. Thôi mấy anh em đi ăn thôi, đợt sau qua, đợt sau có duyên gặp lại rồi. Dạ, ok. Nha. Coi tàu vẹt nha. Anh chụp cho em. Đây. Mày đẹp trai hơn anh, chụp anh nó anh quê quá. Thằng nó lên anh chở. Nó chưa gì hết mà. Nó đi xe xịn nó quen rồi, đi xe đây đi không được, đi số sàn đi không được lại gì. Anh cảm ơn nha. Có buồn không? Có buồn không? Nhưng mà chúc em thành công. Em mình bán để mình làm việc chứ không phải mình bán để mình ăn tiêu, nó đâu có. Tiền nó để ra tiền quan trọng là vui vẻ, sợ lỡ nhau là trời cho hết á, ông trời cho. Anh cảm ơn nha. Cô em nó tội quá. Người miền Tây mình sao anh thấy thân thương nữa. Không phải. Nó nói thiệt luôn á. Mua cái mát chưa? Lựa được xe chưa? Có chứ. Ờ. Giờ mai nhập tiền cái mát luôn. Mua ở đây luôn hả? Lựa xe nào ngon mà đi á. Tội quá ha. Anh xe gì anh chạy cũng được hết á. Cái này nó hư cái lọc dầu, nó báo dầu nè. Anh còn cái chấm than xe Innova, cái bị nó chấm than mà nó cảm giác là sao anh? Thường thường cấm than là cái cảnh báo lớp xẹp mà xe em đi Nova là gì có cảnh báo lớp xẹp. Ngày qua em mới chấm than màu đỏ hay màu vàng? Đúng rồi, màu đỏ. Màu đỏ thắng tay ấy, em. Không phải đâu, thắng tay rồi lấy hình tròn. Còn hình gì? Còn cái này hình vuông, hình tam giác. Màu đỏ hình tam giác hả? À. Kỳ vậy. Em xuống sàn hả? Dạ đúng rồi. Ngày qua em lấy xe khách đi á. À. Rồi em lấy xong mỗi kỳ cục em tính không chạy luôn á. Đó cơ vô cắm máy là biết là anh lâu lắm rồi anh chưa. Mà anh nghĩ là chấm than hình tam giác đó. Là cái gì ta? Ủa xe Fortuner đi trăm mấy chục ngàn mà đi thấy chạy cũng êm ái ha. Từ đây đi ra Bầu Bàng Tây Ninh ở hay cái này là gọi là gì? Bây giờ anh đi về Sài Gòn phải không? Đúng rồi. Là anh đi đường quốc lộ á. Ờ. Ủa cái này là gọi là Châu Thành hả? Đúng rồi. Núi Bà Đen là đi xuống kia nữa hả? Núi Bà Đen giờ mình đi về hướng thị xã là mới lên Núi Bà Đen xong mới tới đây chứ? Dạ đúng rồi. Đây là qua miên chừng mấy cây nữa, tới miên rồi đó. Qua Campuchia hả? Đúng rồi. Mấy cây nữa? Mấy chừng chục cây nữa là tới á. Ngay cửa khẩu Tình Biên á hả? Ở không, bên đây là cửa sổ Mộc Bài. Không, Mộc Bài nằm cánh kia ở bên Gò Dầu lận. Bên này là cửa khẩu Phước Tân. Phước Tân thì giá miên thì trang là cửa khẩu Mộc Bài hơn. Ủa thằng cu đó nó bán nó mua mấy cái mắt đây gì? Cái công trình ngay chỗ đó nó xây đường nước rồi đó. Ủa em là làm gì đây? Em dưới đây chạy xe. Chạy xe hả? Dạ.
chạy dịch vụ á hả? À, số điện thoại như có khách chạy dịch vụ dễ thương này. Rồi em tên gì? Em tên Tài. Em tên Tài, số điện thoại bao nhiêu? 0916 anh em đi hú em nghe. 09 bao nhiêu? 0916 106. À, đó, của em rất là dễ thương, Tài rất là dễ thương. Mọi người miền Tây ai cũng vậy ha. Thân thương. Ở đây vườn cao su giống ở trên anh ha. Đi đây giống như mình đang đi trên Gia Lai vậy. Khác gì Gia Lai đâu. Đây là bạn chắc chạy mua xe này chạy dịch vụ chung với không, em quá. Không chạy luôn. Không chạy luôn. Không chạy được ngày nào luôn hả? Ảnh ở nhà ảnh chơi không ảnh không chạy. À. Này mua anh biết gốc xe này luôn rồi gia đình. Ủa rồi em là xe Innova là của em luôn hả? Dạ. Innova đời nhiêu? 2018 cũng mắc tiền rồi, xong thêm chút mua Fortuner dầu chạy lợi hơn nhiều chứ. Em lỡ lấy chiếc đó rồi, với chiếc Vios chạy cài được anh ơi. Ồ Vios thì ok rồi, Vios số sàn sedan thì Vios okay, dịch vụ ok rồi. Cố gắng em đổi cái Fortuner á, thí dụ cái đó tiếp cận lượt khách mới của em nhiều hơn, cái là chạy lợi dầu hơn nhiều. Mấy bữa em có coi chiếc Defender luôn á. Defender hả? Nó sang quá không? Nghe cũng rác ruột quá. Rác lắm. Mà em chạy em lựa cái sản phẩm nào mà cái độ khấu hao nó nhanh á, gỡ nhanh chạy cho nó yên tâm. Ủa cái này chạy về Sài Gòn chắc phải 2 tiếng mấy á. Thôi. 2 tiếng mấy. 2 mấy 3 tiếng. Anh 6 giờ anh bay thì giờ chắc không kịp rồi, giờ thua rồi. Thôi mai bay. Mai bay anh em mình tại vì còn mấy anh em ở Sài Gòn nó chờ nữa. Anh thè anh bay á thì không có lý do thì ok, chứ còn anh mà có lý do mà ở lại đây mà không ghé tụi nó là thôi xong. Tưởng đâu ấy ghé ăn anh thích lắm đấy chứ, cá anh thích thịt luộc mắm chua, anh thích đặc sản này lắm đó chứ. Nổi tiếng đây hả? Nổi tiếng anh. Chéo cá lóc hả? Dạ. Ồ cá lóc ngon lắm rồi, thịt luộc nữa hả? Ừ, thịt luộc mắm chua. Mắm chua là mắm sao? Mắm nó muối à, nó mắm con mắm gì ta, con cá hả? Lòng tông á. Cá lòng tông à? Dạ. Giống như trên anh mắm ruốc vậy hả? À. Ở trong đây rồi khách chắc cũng nhiều chứ, đi biên giới là chủ yếu quá. Dạ đúng rồi, đi đánh bài. Chạy chờ cấp cứu hả? À. Em chạy em tính theo km hay là tính sao? Em tính đúng rồi, tính km. Ừ, 100 cây là nhiêu tiền? Em cứ đi Sài Gòn, ở đây đi Sài Gòn về là 110 cây á, là em lấy 120 cây á, 110 mấy cây á. À. Lấy 1.6-1.7. Cũng hợp lý chứ, 1.6-1.7 anh thuê tài chạy nó anh giao xe nó chạy nó là lấy gần 2 triệu rồi mà. Vậy hả? Ờ. Ồ đây là xe em bỏ ra, xăng em bỏ ra hết. Đúng rồi. Có 1.6-1.7. Nó... Đúng rồi, phương tiện nhà nó cũng hợp lý hơn, hợp tình hợp lý hơn. Ồ bữa nào anh mua xe Tây Ninh anh kêu Tài chạy cho anh được chứ. Rảnh không? Hay thường xuyên rảnh không? Có, ví dụ như nào khách ế cũng hợp cái nhà. Ờ, à, có khách rồi anh kêu em chạy một chạy Sài Gòn, hai là chạy Gia Lai cũng được. Chạy Gia Lai xe quá không chạy lên Sài Gòn. À. Ừ, nó quen đúng không? Ừ. Rồi. Bữa nào đi Sài Gòn anh hú. Anh mua xe Tây Ninh nhiều mà. Hoặc là nhờ xe nào Tây Ninh kêu mày quay mày chụp hình được đồ cho anh. Gặp thêm cô em. Cái duyên á.